Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô của Salon Luxurica Hải Dương. Có địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Tại đây Salon chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những chiếc xe đã qua sử dụng, đều có kiểm tra và cam kết xe không tai nạn, không ngập nước, giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, không lỗi phạt nguội. Quay vào chủ đề chính của ngày hôm nay thì bên nhà em lại vừa về thêm một mẫu xe mới. Đây là chiếc Kia Cerato, động cơ 1.6 số sàn. Chiếc xe này sản xuất năm 2019, form mới, ngoại thất màu trắng và nội thất bên trong màu đen. Chiếc xe này hiện tại đang được chào bán mức giá là 515 triệu, hỗ trợ banh lên tới 70% giá trị xe. Form dáng rất là đẹp. Xe này mới đi được khoảng tầm 2 vạn, hơn 2 vạn một chút thôi. Lốp còn rất dày, lốp kêu xe còn rất dày. Đăng kiểm còn khá dài. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2022 mới phải khám lại. Xe này thì coi như mới chạy hết rốt đa thôi. Chưa có gì phải bàn về chất lượng xe cả. Chiếc xe Kia Cerato 1.6 số sàn này tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 6 lít rưỡi cho tới 7 lít xăng trên 100 km đường hỗn hợp. Đèn xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Đăng kiểm đến tháng 6 2022, còn rất là dài. Option trên xe có đề nổ thông minh start top, hai chìa khóa theo xe. Đây ạ, xe đi được 22.000, tức là 2.2 vạn. Vô lăng tích hợp rất nhiều nút điều chỉnh chức năng, tự động chân ga, rồi chế độ đàm thoại rảnh tay rất nhiều, 5 chỗ ngồi rộng rãi. Chiếc xe này là chiếc xe thuộc phân khúc hạng C, đi cùng phân khúc với Hyundai Elantra, Honda Civic hoặc là Mazda 3. Ở hàng ghế thứ hai này cũng có một cửa gió điều hòa, và chủ xe cũ đã lắp thảm lót sàn 5D đầy đủ rồi. Chiếc xe Kia Cerato Form 19 này nó thuộc thế hệ mới. Nhìn toàn bộ phần đầu, phần đuôi, la răng, nội thất bên trong đều có sự thay đổi rõ rệt. Gương chỉnh điện cụ điện. Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ nhất thì được thiết kế như dạng động cơ tuabin phản lực. Nhìn rất là đẹp. Có cái nét gì hao hao giống phong cách của nội thất của chiếc xe Mercedes. Đây. Dưới nắp capo này là động cơ 1.6 lít 4 xi lanh. Sau khi quý vị quý chị xem xong clip này mà có nhu cầu muốn sở hữu chiếc xe hoặc muốn trao đổi chiếc xe này, vui lòng liên hệ cho em vào số hotline 0828066166 và số 0978607555. Xem xe, lái xe trực tiếp tại địa chỉ số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like, chia sẻ kênh và đừng quên đăng ký kênh. Kích vào cái ô đăng ký màu đỏ và đừng quên kích vào quả chuông bên cạnh. Xin chào và hẹn lại quý vị vào những video lần sau.